chắc và tiền kiên thắng ạ. Xin phép chủ nhà đồng đền ạ. Ăn mày công đức các thầy pháp sư pháp gia thầy cung ạ. Đôi cô hầu cận các ghế bốn phủ hai hàng. Hôm nay để ngày bảo úy của Đức Quốc Mẫu thần chủ họ Lê Nhất Tân trên là thỉnh thánh dưới mời thầy để thiết lập đàn duyên tạ ơn Phật thánh. Thời giờ này họ Lê con vào để xin lấy đầu làm ngai, lấy vai làm kiệu, các ghế vua mẫu ngồi làm môi các giá dự ăn này. Chư vị nhất tâm cầu nguyện để cho họ Lê chúng con đàn duyên được các lễ đắc bái. Đồng đền con xin phép để cho họ Lê vào hầu thánh ạ. Bái đạo cung thủy mời thánh mẫu ngài đạo từ chung để thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên đi hạ phong chê thắng xa loạn vân vác thương quê vân thoát thôn quê nghĩa hiến thiên bản nhà lê tại trần cốt cách thanh tân hình lòng lên ra nhiệt pháp vui mông vân chư phật hải hội tất lao văn tùy giữ kết tượng vân thành ý phương vân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân khai bồ tát ma nhan sắc pháp hương mình lòng A Di Đà Phật xuyên đàn hải ngàn đô nhiệt linh hương gia du tử mẫu lượng vô hương hóa nội đắp thanh hương trí đăng bình hương nhất su huyền nhập hương nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam thánh giá lần lòng dưới đỉnh chân hang phần khởi xung thiên thượng đề tử thiền thành nhiệt tại kim đồ phong quanh khắp nhật vân thức viên mang thập phương tích nhật ra dù miễn nạn tiêu tai chướng nam mô hương vương vàng bồ tát ma ha tát nam mô hương vương vàng bồ tát ma ha tát sa lan thanh gia you
Chiến phán các quan lớn tê, chiến phán các quan tả cơ hữu đội, lương bát đao tràn quân thủy quân bộ đôi hà. Thiên đình vạn mã hằng hà, theo sang lệnh truyền thiên đội bạn cơ. Thiên đội bạn cơ lệnh truyền thiên đội bạn cơ, ông lớn bây giờ sắp giáng anh linh trước là không trở ra tình.
tấu một tuần nhang long thành, tấu một tuần nhang nghe tấu về thủy phủ các bàn các tòa thiên đình chúng cho riêng là chốn diêm la thiên đình là chốn diêm la tấu về thủy phủ đức vua cha đồng đình vương dòng là chúa thủy cung thiên đội vạn thư lệnh truyền thiên đội vạn thư quan lớn bây giờ ngài chắc rằng anh linh trước là hộ gia đình giáng sinh trong đề
đức hồn vẹn thương dung hòa mạng bẩm sinh thành ngài tứ chất song nhan cũng thỉnh mời quan lớn đệ tam phi phương diệt màu đẹp song nhan khác thường. Trải sang khê lên ngàn quan xuống bề lạnh sang từ quý địa tòa xanh lam đền thờ quan tán tiếng kêu vang tạ lòng hướng hồ thành bàn quý đàn tranh quan sơ
cơ lanh truyền thiên đội bạc cơ quan lớn bây giờ người chắc dáng anh linh trước là khám xét bản tên sau là chư trong trong mê ta tinh phen thầy huy ra trần thế biết tay trần thế biết tay huy ra trần thế biết tay ngờ lên đồng tử cứu dây thực ra tiền người còn đang ra sổ hay quan về đổi
đổi số cho ai. Thiên sinh văn võ gồm tài, quan tuân lịch sử làng trai bậc canh. Ngày giữ việc thủy cung đội lệnh cứu chung ngài tế đổ muôn dân. Ai người cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân đi hài hòa. Một miền đi ra phúc sự tài, đồng ra tín chủ ai ai cũng thịnh vượng. Hai nguyện tuôn ban trong đường, tiền hiện tài lưu loát bạc vàng để đa. Nguyện thứ ba cho anh hầu đắp lễ, đệ tử con được phú quý sang sầu. Bốn nguyện để quốc thái dân an, nhờ ơn ông lớn để phúc lâu lâu giàu bền. Đệ tử con dâng bài văn tấu, tiên văn châu quan đệ ngũ tuân tranh. Ninh Giang đích thực quê nhà, dấu riêng ghi đề ngã ba sông Kỳ. An Dương Vương đánh giặc Triều Đà, dòng sông tranh khúc tài hoàn ca. Ninh Ninh Giang thiết lập đền thờ Quan Tuân Tranh. Bốn ba phương đều đổi ơn đức cả, ai có lòng thì xả từ. Văn tiên thánh thượng bàn đông cung tuần quan giang là dừng đây. Phường ra mà điền biết đi đâu.
thành người ta nghe hát đi vàng hổ phách kim cương ý ý à ý ý à Hãy subscribe.
sang nhiều đi à. Quan sáng đàn chứng đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sinh nghi trên đàn nón đà.
nhiều lúc mơ rằng là nơi cạn biển chỉ tư rừng. Tôi tu là nơi chưa tiền vâng lệnh đi lời. Thank you.
Xin người chiến sĩ